Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên Đài 7 / HDTV, website hungyentv.vn. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên đã gặp mặt, động viên và giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh đi dự Đại hội Cựu chiến binh toàn quốc. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chúc mừng động viên các hội viên tiêu biểu của Hội Cựu chiến binh tỉnh được bầu đi dự Đại hội Trung ương Hội. Đồng chí đánh giá cao vai trò của Hội Cựu chiến binh trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, yêu cầu các hội viên cựu chiến binh được bầu đi dự đại hội cấp trên với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội, phản ánh đầy đủ tâm tư nguyện vọng của các hội viên cựu chiến binh trong tỉnh. Các thành tựu phát triển kinh tế chính trị của tỉnh ta trong nhiệm kỳ qua đến với đại hội. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã dự sinh hoạt chi bộ thôn Lại Ốc, xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Chi bộ thôn Lại Ốc hiện có 66 đảng viên đang sinh hoạt. Tại buổi sinh hoạt, ban chi ủy chi bộ thôn Lại Ốc đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết tháng 12 năm 2022 của chi bộ, triển khai nghị quyết tháng 1 năm 2023. Các đảng viên tích cực tham gia ý kiến về một số vấn đề công tác bảo vệ môi trường, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ làm sao cho hiệu quả, công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên, việc xây dựng nghị quyết của chi bộ phải tập trung triển khai hiệu quả để mang lại kết quả cao. Đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt được làm bài bản, kinh nghiệm, đặc biệt là ý kiến thẳng thắn của các đảng viên tham gia đóng góp xây dựng nghị quyết của chi bộ, thảo luận đề ra các nhiệm vụ chi bộ cần quan tâm triển khai trong thời gian tới. Chiều qua, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp trong tỉnh được các cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện. Toàn tỉnh có trên 92% số gia đình văn hóa, gần 90% số thôn tổ dân phố văn hóa, 92% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện nghiêm túc. Tỉnh đoàn Hưng Yên vừa tổ chức tổng kết đề án hỗ trợ thanh niên Hưng Yên sáng tạo khởi nghiệp giai đoạn 2018-2022. Sau 5 năm triển khai đề án, tỉnh đoàn Hưng Yên đã tổ chức được 38 lớp tập huấn về khởi nghiệp, lập nghiệp cho gần 6.700 thanh niên tham gia, xây dựng được 12 mô hình khởi nghiệp của thanh niên. Ngoài sử dụng hiệu quả 2 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Trung ương đoàn, tỉnh đoàn Hưng Yên còn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hưng Yên hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp vay ưu đãi với số vốn 1.000 tỷ đồng. Đại nhạc hội đếm ngược cao đao chào đón năm mới 2023 sẽ được khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang tổ chức vào đêm 31 tháng 12 tại công viên Hồ Thiên Nga, đại công viên lớn nhất trong hệ thống công viên của khu đô thị Eco Park. Cư dân và du khách sẽ được thưởng thức đại tiệc âm nhạc, ánh sáng, pháo hoa chào đón năm 2023 với quy mô hoành tráng và hấp dẫn. Đây sẽ là năm thứ 5 Eco Park tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới. Trong đêm đại nhạc hội, ngoài mãn nhãn với pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời khu đô thị, dân cư và du khách sẽ được thưởng thức giọng hát của một loạt ngôi sao nổi tiếng như danh ca Lubick, ca sĩ Phượng Vũ, Phúc Bồ, rapper Roy Nguyễn. Điểm đặc biệt trong chương trình Countdown 2023 Eco Park năm nay là sự xuất hiện của những nghệ sĩ nước ngoài, sự xuất hiện của các ca sĩ, ban nhạc Việt Nam và quốc tế hứa hẹn sẽ đem đến bữa tiệc đa sắc màu, đa văn hóa cho cư dân Eco Park cũng như du khách tham quan. Trong năm 2022, các sở ngành, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra xử lý trên 1.300 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 59 tỷ đồng, tăng trên 83% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xử lý vi phạm hành chính 1.297 vụ, khởi tố điều tra xử lý hình sự 32 vụ với 52 bị can. Các hành vi vi phạm xử lý chủ yếu là kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Nhìn chung, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ và diễn biến phức tạp. Tình trạng buôn bán, tiêu thụ, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và các gian lận về giá vẫn còn xảy ra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố 2 bị can về hành vi sản xuất kinh doanh quần áo giả mạo nhãn hiệu.
Các bị can bị khởi tố là ông D và bà Quy về hành vi sản xuất kinh doanh quần áo xâm phạm nhãn hiệu The North Face và hình đang được bảo hộ tại Việt Nam, về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được quy định tại Điều 226 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trước đó, lực lượng quản lý thị trường và cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đồng loạt kiểm tra kho tập kết hàng hóa tại khu tái định cư phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình và hai xưởng may gia công. Sau kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số tang vật gồm gần 10.500 sản phẩm quần áo cùng nhiều máy móc phương tiện trang thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất tại hai xưởng may. Nghi phạm vận chuyển 22 bánh ma túy, dùng súng chống trả công an, cướp xe máy của người dân, đối mặt với hàng loạt tội danh. Chiều 23 tháng 12 tại km 340 quốc lộ 6A thuộc địa phận xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, công an huyện Thuận Châu phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Long điều khiển xe ô tô chạy theo hướng Điện Biên về thành phố Sơn La. Trong cốp có 22 bánh heroin có trọng lượng hơn 7,5 kg, 17 gói ma túy tổng hợp có khối lượng gần 17 kg cùng một số vật chứng có liên quan. Khi lực lượng công an yêu cầu dừng xe, Long đã không chấp hành và tăng ga bỏ chạy, sử dụng vũ khí nóng bắn về phía tổ công tác, sau đó cướp một xe máy của người dân dọc đường để tẩu thoát. Phân tích ở cấp độ pháp lý, nhiều luật sư cho biết với những diễn biến ban đầu của vụ việc thì hành vi của đối tượng đã có dấu hiệu phạm nhiều tội danh, trong đó có những tội danh có khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù và tù chung thân hoặc tử hình. Ngày 27 tháng 12, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện và thu giữ nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, ước tính tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Trước đó, ngày 23 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố Lạng Sơn phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 1 tiến hành kiểm tra quầy hàng số 116B, tầng 1, chợ Đông Kinh do Vũ Thị Hạnh là chủ quầy. Qua kiểm tra, phát hiện trong quầy có số lượng lớn hàng cấm kinh doanh là công cụ hỗ trợ, dùi cui điện, gậy rút, súng điện, dao, kiếm, thuốc kích dục. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà riêng của đối tượng, tang vật thu giữ gồm 659 bình xịt hơi cay, 267 gậy rút, 1 côn nhị khúc, 6 đèn pin trích điện, 13 khóa số 8, 1082 súng ngắn, 2 súng bắn điện. Lãnh đạo Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, các doanh nghiệp đều đã có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động và mức thưởng Tết Nguyên đán 2023 cao hơn các năm trước. Cụ thể, các doanh nghiệp nhà nước dự kiến thưởng 6 triệu 500 nghìn đồng một người, tăng 15%, doanh nghiệp tư nhân thưởng 6 triệu 600 nghìn đồng một người, tăng 10%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dự kiến thưởng 7 triệu 200 nghìn đồng một người, tăng 9%. Về thưởng Tết năm nay so với mọi năm cho thấy tình hình thưởng Tết năm nay ổn định và có sự tăng trưởng bình quân trên cả nước. Ủy ban Hành chính thuộc Hạ viện Mỹ chính thức thông báo sẽ cấm cài đặt ứng dụng TikTok của Trung Quốc trên tất cả các thiết bị do Hạ viện Mỹ quản lý vì lý do an ninh. Theo thông báo này, Hạ viện Mỹ nhấn mạnh ứng dụng TikTok của công ty ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc bị coi là có mức độ rủi ro cao do một số vấn đề về bảo mật. Do đó, tất cả các nhân viên hiện đều đã bị cấm tải TikTok trên tất cả các thiết bị và phải xóa ứng dụng khi đã tải xuống. Cho đến nay, 19 tiểu bang đã chặn ít nhất một phần ứng dụng khỏi các thiết bị do bang quản lý vì lo ngại chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng TikTok để theo dõi người Mỹ và kiểm duyệt nội dung. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc vừa qua đã báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên tại nước này sau khi nhiễm amip ăn não. Theo báo cáo, nạn nhân là một nam công dân Hàn Quốc ở độ tuổi 50, thiệt mạng sau khi trở về nước từ ngày 10 tháng 12 từ Thái Lan, nơi ông đã ở 4 tháng. Một ngày sau khi về Hàn Quốc, nạn nhân được đưa vào viện với các triệu chứng đau đầu, sốt, nôn mửa, rối loạn ngôn ngữ và các triệu chứng khác. Amip ăn não có tên gọi là Negraria fowleri, một loại amip đặc biệt phù hợp sống trong đất và nước ngọt ấm. Môi trường sống ưa thích của chúng là nước ấm với nhiệt độ khoảng 46 độ C. Để tránh bị nhiễm bệnh, giới chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người nên tránh bơi ở những vùng nước ngọt chưa được xử lý, đặc biệt là trong những tháng ấm áp. Khi hoạt động bơi lặn, mọi người nên sử dụng nút, kẹp mũi hoặc là mặt nạ. Singapore đang thắt chặt quy định về đồ uống có đường để ngăn chặn mức độ gia tăng bệnh tiểu đường. Theo đó, kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2022, đồ uống tại Singapore sẽ dán nhãn xếp hạng theo hàm lượng đường và chất béo bão hòa của sản phẩm. Nhãn hiệu bao gồm 4 hạng phân loại đồ uống có đường từ A đến D, tùy thuộc vào hàm lượng đường trên 100ml mỗi sản phẩm. Hạng D là loại không tốt cho sức khỏe nhất và được cấm quảng cáo, trong khi đồ uống hạng A sẽ có 1 gram đường hoặc là ít hơn.
Quy định trên là một phần trong nỗ lực của Singapore giúp người tiêu dùng kiểm soát chế độ ăn uống lành mạnh hơn, sáng suốt lựa chọn các sản phẩm và ngăn ngừa các bệnh như tiểu đường, đồng thời giảm ảnh hưởng của quảng cáo với sở thích của người tiêu dùng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.